Xin chào các bạn, lại là cô Trang đây. Tuần trước chúng mình đã được cùng nhau lắng nghe câu chuyện Sự tích Trung thu và chị Hằng. Vậy thì các bạn có nhớ ai là người đã giúp chị Hằng làm chiếc bánh Trung thu đó không? Đó là chú Quậy đấy. Các bạn ơi, cô Trang có một câu chuyện rất là hay về chú Quậy đấy. Vậy các bạn có muốn cùng cô Trang lắng nghe câu chuyện này không? Câu chuyện có tên Sự tích chú Quậy. Ngày xưa, có một anh thiều phu tên là Quậy. Một hôm, như thường lệ, Quậy vác rìu vào rừng tìm cây đốn củi. Đột nhiên, Quậy trông thấy một con cọp con đang bị một con sói tấn công kịch liệt. Con cọp con vì quá yếu ớt nên đã bị con vật hung hãn cắn chết. Thấy cọp mẹ trở về, Quậy nhanh trí trèo lên trên cây cao, quan sát tình hình. Cọp mẹ đang gào rú trong đau đớn, nhưng chỉ một lát sau, nó lẳng lặng đi đến một cái cây, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho cọp con. Ngay tức khắc, cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Quậy vô cùng sửng sốt. Đợi cọp mẹ dẫn cọp con đi xa, Quậy mới lần xuống gốc cây, tìm đến gốc cây kỳ lạ kia và đào gốc cây mang về. Dọc đường về, Quậy gặp một ông lão nằm chết trên bãi cỏ. Quậy vội lấy lá, nhai và mớm cho ông. Mầu nhiệm làm sao? Vừa mới mớm xong, ông lão đã mở mắt ngủ dậy. Thấy cái cây kỳ lạ, ông lão liền hỏi Quậy. Quậy kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão kêu lên: "Đây chính là cây đa thần. Còn nhớ chăm sóc nó và dùng nó để cứu giúp mọi người." Ông lão còn cẩn thận dặn dò thật kỹ: "Còn nhớ đừng tưới cây bằng nước bẩn, nếu không nó sẽ bay lên trời đấy." Một lần khác, một bà lão tới cầu xin Quậy: "Con gái tôi bị đuối nước chết, làm ơn hãy cứu mạng nó." Và thế là Quậy dùng lá cây thần cứu mạng cô gái. Thấy Quậy hiền lành, lại có ơn cứu mạng, cô gái nguyện làm vợ của chàng. Từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc êm đềm với nhau. Tuy nhiên, có lẽ do tác dụng phụ của cây thần nên vợ của chàng cũng trở nên hay quên. Biết tính vợ, Quậy cẩn thận dặn đi dặn lại: "Nàng nhớ phải tưới cây bằng nước sạch nhé." Vừa lúc đó, Quậy cũng về đến nhà. Quậy hét lớn: "Không, mình không thể để mất cái cây này." Và thế là chàng móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào có thể cản nổi. Quậy cũng nhất định không chịu buông, thành ra cây kéo cả Quậy bay vút lên cung trăng. Từ đấy, Quậy ở luôn trên cung trăng với cái cây thần. Đó có lẽ là lý do tại sao khi nhìn lên trên mặt trăng tròn, người ta lại thấy hình dáng một người ngồi dưới tán cây cổ thụ. Người ta gọi cái hình ấy là hình chú Quậy ngồi gốc cây đa. Trong câu chuyện chúng mình vừa nghe, chú Quậy đã dùng lá gì để cứu dân làng? Vậy thì các bạn có biết tại sao mà cây đa lại bay lên trời không nhỉ? Bạn nào có thể trả lời đúng được câu hỏi này thì sẽ nhận được phần quà từ chương trình Tiếng Việt Vui Vẻ. Cô Trang hy vọng sẽ có rất nhiều bạn trả lời được đúng câu hỏi và nhận phần thưởng nhé. Và bây giờ đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cô Trang hẹn gặp các bạn vào thứ bảy tuần sau nhé. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình. Tạm biệt các bạn.